Em trai Phạm Hoàn, bên tượng gỗ sưởng Hồng xin gửi lời chào toàn thể các bác nhà mình đang có mặt trong video trực tiếp của bên em ngày hôm nay Và đến với video ngày hôm nay thì em trai mong muốn được giới thiệu đó là một mẫu tác phẩm hay còn gọi là một siêu cực phẩm Được bên em chế tác trên dòng gỗ quý hiếm mà lại còn có nu nữa Và cái dòng gỗ này thì em trai xin phép được bật bí đó là một cái dòng gỗ có mùi hương tinh dầu Rất là ngọt ngào, sang trọng và quý phái mà được đông đảo anh chị đại gia săn đùng và tìm kiếm bên hôm nay và đây là một tác phẩm nào và trên chất nhiều là gỗ gì thì bây giờ các bác cùng được chiêm ngưỡng đây là một uh, mẫu tác phẩm bộ ba ngày tam đa quyền lực được chế tác trên dòng gỗ nu ngọc am và đây không đơn thuần là một cái phôi gỗ nu ngọc am bình thường mà là nu ngọc am đá cho ra cái khối lượng riêng rất là lặng đặc biệt hơn nữa là cơ tính cực kỳ tốt và lại còn có một cái mùi hương thơm nếu như mà các bác sở hữu tác phẩm này kê trực tiếp trong không gian gia đình của mình hoặc cũng như là kê ở, ở cơ quan đoàn thể thì sẽ lan tỏa một cái mùi hương thơm rất là dễ chịu và em nghĩ rằng cũng không cần phải dùng nước hoa xịt phẩm đâu và bước này của em sau khi hoàn thiện thành phẩm xong thì cũng rất là to, to nhá và khi em đứng sau tác phẩm đây các bạn có thể nhìn ngắm một cái phôi gỗ ban đầu cũng phải lên tới vài tạ gỗ thì mới có thể hoàn thiện ra một tác phẩm này và bộ ba ngài tam đa quyền lực phúc như đông hải lộc tấn minh hoa và thọ tỷ lam sơn những điều mà người ta thường mong muốn hướng đến mong muốn đem lại hạnh phúc tài lộc sức khỏe và sự chuẩn thọ và ở mẫu tác phẩm này của em thì đục liền 3 ngày trên cùng một mẫu tác phẩm Và lại còn vừa đứng và cũng như ngồi trên một bao tiền vàng cực kỳ là to Và chất gỗ rất đậm dầu Khi em để tay vào cái phôi gỗ này thì chắc chắn là cảm nhận ngay từ ban đầu của em Đó là dính tay Cái lượng tinh dầu của cái dòng gỗ này rất là nhiều Và em xin phép đo luôn chiều cao kích thước tác phẩm nha Bước này sau khi hoàn thiện xong thì vẫn còn có chiều cao lên tới là 77 Cao 77 Chiều ngang 69, cao 77, ngang 69 Và chiều sâu cho tác phẩm này lên tới là 37 Rất khủng, đây là một uh, cái phôi gỗ phải gọi là hàng đáng được sưu tầm Và cái chất ngọc am đá thì uh, chắc chắn là nhiều các bác cũng chưa có thể thấy được Và đến ngày hôm nay đây đó. Cái phôi gỗ này thì khác biệt hoàn toàn những phôi gỗ bình thường khác Bây giờ thì xin mời các bác cùng được uh, chiêm ngưỡng kỹ càng hơn tác phẩm và bình thường những tác phẩm khác thì các bác chỉ được nhìn thấy đó là một em nhỏ tuổi đồng thôi Một em nhỏ tuổi đồng thì Ngài Phúc đang bùng bế trên tay thôi Nhưng tác phẩm này thì bên em thiết kế làm đó là ba em nhỏ tuổi đồng Đầu tiên đó là Ngài Phúc đây Ngài Phúc thì đang bùng bế trên tay Đó là một em nhỏ và cũng như đang cầm một cái chiếc, chiếc trống Rất đẹp nhá Và chất gỗ thì đậm dầu cho ra một cái màu sắc đen xì như này Dầu như kiểu là dầu mật mía đấy Rất đẹp đi ạ Và em nhỏ tuổi đồng thì làm rất là nét Từ khuôn diện cho tới phần tà áo và cũng như chất gỗ đây rất đẹp và điều quan trọng nhất đó là khuôn diện của ngài phúc nha các bạn có thể để ý cho em từ cặp lông mày của ngài đây bên em làm cho chút tỉa tươi từng sợi ánh mắt vui tươi nụ cười hoan hỉ và bộ râu bên em làm cũng rất là tỉ mỉ đây à, làm à, đi những cái phần sợi đông ở à, sợi sợi râu à, đều tăm tập và không hề bị đứt đoạn một chút nào nhá à, và bên em còn thiết kế thêm đó là một viên ngọc màu xanh ở trên phần à, mũ của ngài nữa nhìn rất là đẹp và những em nhỏ tuổi đồng phía trên thì em thì cầm chiếc quạt ba tiêu em thì cầm vào cái phần uh, giải nụ ở đây rất là tinh nghịch và đáng yêu và tiếp đến đó là ngài uh, lộc à, ngài lộc thì đang dâng trên tay phải đó là một chum phú quý và tay trái của ngài thì đang cầm đó là một uh, chiếc gậy nhí mong muốn đem lại vạn sự nhí và tỷ sự như mơ từ phần trong mắt của ngài thôi bên Nam làm rất kỹ đấy à, trong mắt làm phô hoàn ra rất đẹp nhá và nụ cười của ngài cũng uh, là nụ cười rất là tươi cái phôi gỗ này của em <laughs> À, vừa mới làm xong thôi nhưng mà cũng đã lên tuyết rồi chứng tỏ đây là cái phôi gỗ rất là giá trị và đậm um, dầu à, và ngài thọ thì uh, đang cầm trên tay đó là một cành đào à, những trái đầu tiên thì cũng đã chín căng mọng đấy ạ hay à, vậy ngài thọ thì có vầng trán cao này và cũng như là phần uh, cặp lông mày dài thước tha bộ dâu cũng rất là uh, dài các bác nhá à, cũng đang cầm đó là một chiếc gậy thiền trượng ở phía trên đó là những cái phần cây nấm linh chi mong muốn đem lại sức khỏe và cũng như là sự trưởng thọ nữa và ở tác phẩm này ăn tiền hay không đó là ở những cái điểm hoa lưu đây như điểm hoa lưu ở trên tác phẩm này đó là phần bao tiền vàng à, kín mít mặt tiền nhá mặt tiền bao tiền vàng đây là kín mít những cái điểm hoa lưu rồi và đây là một à, chất nu cám kít cho ra chất lu rất đẹp Đấy, à, từng cái phần mắt nu là nhỏ và cũng như là dày dí dày dít với nhau dày à, nhưng mà nó rất là đều nhau nhá Đấy, không biết là qua máy quay các bác có được à, nhìn thấy kỹ không nhưng mà bản thân các em à, trực tiếp nhìn à, bên ngoài à, thực tế thì à, chất nu rất là đẹp à, phần phía dưới thì bên em cũng có làm đó là phần à, đá đây đá thì bên em đục theo cái nối đá xẻ và phía trên này cũng là những cái lấm linh chi và tất cả những cái phần hoa lưu rất đẹp à, bước này thì bên em làm tứ diện rồi à, làm tứ diện vào đây là phía mặt đằng sau tác phẩm em tiện à, đây quay luôn để các bác có thể được à, nhìn ngắm và chiêm ngưỡng như những tác phẩm khác thì à, <laughs> À, các em sẽ để làm trơn nhưng à, mẫu tác phẩm này bên em còn thiết kế đó là một chữ phúc phía sau đây chữ phúc thì bên em có tô điểm đen rồi rất đẹp và tất cả phần biên viền à, ngoài là bên em à, chặt chuyện nhá chặt chuyện vào đây là tượng trưng đó là những cái phần cánh của bông hoa sen rất đẹp và đục phô ra đó là một cái củ nhân sâm triều tiên ngàn năm tuổi đây phô ra cả phần cổ này dễ này di sần này và đặc biệt hơn nữa phần à, cành và phần hoa lá là bên em làm tỉa rất tươi đây làm phần hình ná dạng cưa rất là kỹ nhá, phô ra cả phần gân ná nữa. Đây, một mẫu tác phẩm mà bức này nếu như mà để mà chấm điểm thì à, khung điểm 10 thì cũng hơi khó, đúng không ạ? Khung điểm 10 thì hơi khó. thì à, với tác phẩm này em phải chấm lên tới được tầm khoảng 9,5 điểm rồi. 9,5 điểm cho tác phẩm này từ chất gỗ cho tới à, từng cái điểm, đường nét đục để à, các bác có thể được à, à, sở hữu tác phẩm. À, bác nào mà quan tâm và cũng như là à, mong muốn sở hữu những mẫu tác phẩm như thế này thì à, đừng quên liên hệ trực tiếp qua cho bên em đầu số. 0981 336 318. Đó là đầu số hotline của em Ngô Cường và cũng như là 0789 336 318. Đó là số điện thoại của em trai Phạm Hoàn để các em tư vấn để làm sao à, sở hữu được một tác phẩm đẹp nhất. Và mỗi tác phẩm này thì các em cũng đã có một ba khách hữu duyên à, thỉnh được ba tác phẩm này rồi. Và em cũng xin phép kết thúc là video tại đây và hẹn gặp lại các bạn như mình ở một video tiếp theo ạ. Xin chào ạ.